Helen xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Helen lại vào bếp nữa mọi người. Và miết ngày nào cũng phải vào bếp á. Thường thì sau cái giờ của mình đi làm về á, thường mình đi làm về là 6 giờ chiều, về ăn cơm xong hết rồi á, thì khoảng 8 giờ tối là Helen mới bắt đầu làm video. Thì sẵn đây Helen share với mọi người nha. Hôm nay thì Helen làm một món lạ lạ chút. Đó là món thịt heo xông khói nướng với nướng. Nhưng mà cái này là kèm với thơm nha mọi người. Thơm, thịt heo xông khói nướng. Thì cái món này hồi đó Helen cũng có ăn một lần rồi, cũng rất là ngon mọi người. Tại vì cái thịt heo xông khói thì nó đã có cái vị hơi mặn mặn chút xíu rồi. Mình không cần phải nêm nếm nữa. Thì kèm theo đó là cá thơm. Thơm thì Helen dùng cái thơm hộp á, nó ngọt. Rồi nó lại cắt cái miếng tròn tròn nó cũng đẹp lắm. Thì mình cho mật ong lên trên cái miếng thịt heo xông khói và với thơm mình nướng. Thì món này thì mình ăn chơi cũng được, hoặc là ăn với bánh mì cũng rất là ngon nha mọi người. Mình nướng mà khi mà nó còn nóng á, mình ăn, mình cắt miếng miếng ra mình ăn rất là ngon. Tại vì cái thịt heo xông khói thì nó có vị mặn, còn mật ong thì nó có vị ngọt. Hai cái thì nó trộn chung với nhau á thì ăn nó cũng rất là ngon mọi người. Cho nên mình ăn cái món này mà ngon á thì mình phải phải nấu, mình phải share cho tất cả mọi người để biết những cái món này mà ngon á thì mình phải thưởng thức chứ ha. Rồi để chuẩn bị vào bếp thì cũng như mọi lần trước khi nấu món thì Helen cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn nhiều lắm và chúc mọi người ngày mới ăn lành hạnh phúc nha. Và bây giờ Helen chuẩn bị vào bếp đây mọi người để làm món thịt heo xông khói nướng với thơm. Nghe nói đã ngon rồi ha mọi người, nướng nóng nóng ăn ngon lắm. Rồi bây giờ Helen vào bếp để chuẩn bị làm cái món thịt heo xông khói nướng với thơm á. Thì Helen cá cái này là thịt heo xông khói mọi người. Đó, thì một cái cục nó bị lớn như này. Thì cái thịt này nó đã chín sẵn rồi nha mọi người, mình chỉ cắt ra rồi mình nướng thôi. Thì ở trong cái này thì nó cái gia vị của nó cũng có cái vị mặn mặn á, về cái vị ngọt của thịt á. Rồi Helen cá thơm, cái này là thơm hộp. Mình mua thơm hộp nó có khoanh khoanh sẵn này nè. Rồi cái này thì để mình mở cái này ra, mình lấy cái thơm ra. Rồi kèm đó thì mình có mật ong. Về ăn kèm thì mình có bánh mì. Thì ở đây thì Helen có cái ổ bánh mì nè mọi người. Ổ bánh mì đây. 2 đồng nè. 2 đồng có ổ bánh mì bự này nè mọi người. Cái này để mình ăn kèm. Còn cái thịt heo xông khói này thì mình mua cái cục này thì 12 đô nè mọi người. Mình nói nhiều lúc bạn là ở xa thì biết cái thịt nó còn giá còn bao nhiêu. Đó. Cái này cũng 12 đô. Rồi bây giờ cái thơm này á thì Helen sẽ khui nó ra. Này là thơm hộp nha mọi người. Làm thơm hộp nó ngọt á. Đó, mình khui nó ra như thế này. Đây. Đó. Ở trong cái hộp thơm á thì nó có đây, như thế này. Ha. Cái này nó ngọt á mọi người, nó ngọt á. Rồi bây giờ Helen sẽ xắt cái thịt này ra. Cái này là đó, một cái cục thịt heo xông khói thì nó nguyên trong cái bị này. Helen muốn để nguyên trong cái bị vậy á, xong Helen cắt ra cho mọi người xem. Cái này nó chín sẵn rồi mọi người. Cái này là thịt heo. Đây. Đó. Một cục đó. Thì bây giờ Helen sẽ xắt nó ra.
nó như thế này, ở trong nó như thế này rồi mọi người. Đây, này là thịt heo xông khói đó. Thì mình cắt nó hơi dày dày chút xíu, mình nướng không sao hết, tại vì nó đã chín rồi á. Nhìn ngon mọi người. Đây. Rồi thịt heo xong khối thì mình để sắt nó xong rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thơm lên. Rồi bây giờ mình cho thơm lên, còn mình cho chút xíu mật ong trước, quên. Và chút xíu mật ong trước cho nó cái vị hơi ngọt ngọt một chút á. Tại vì thịt heo xông khói thì nó có cái vị mặn mặn sẵn rồi, với cái thịt nó ngọt sẵn này đó. Thế mình cho thêm chút xíu mật ong. Món này là của Tây á mọi người. Rồi mình cho cái thơm nó lên phía trên. Rồi mình đem mình nướng nha mọi người. Đó. Rồi mình cho chút xíu tiêu nha mọi người, chút xíu tiêu lên phía trên đây. Cho nó thơm thơm á. Đây, rồi. Bây giờ mình đem mình nướng nha. Bây giờ Helen sẽ vặn lửa lên 450 độ. Rồi Helen bỏ vô trong cái lò Helen nướng. Nướng khoảng 15 phút nha mọi người. Rồi thì mình đã nướng xong rồi nè mọi người. Đó. Mình nướng sau 20 phút thì cái nó đã chín. Thịt heo xông khói á, với lại thơm á, thì thơm hợp cho nên nó không có vàng. Chỉ cái thịt cái thịt heo xông khói thì nó vàng thôi. Nó vàng xung quanh này. Thơm lắm mọi người. Nó hơi xém xém chút xíu, tại vì mình chế mật ong vô á thì nó ngọt á, nó dễ bị xém xém chút xíu. Ăn kèm đó thì Helen có bánh mì nè. Bánh mì Helen để sắt ra nhỏ nhỏ như thế này. Thì bây giờ Helen lấy một miếng ra để ăn thử review cho mọi người nha. Xem thử ngon hay không nha. Đây, lấy một miếng. Đó. Thì mình ăn như thế này. Mình sắc nó ra. Đây mình ăn kèm một miếng thơm, một miếng thịt nha mọi người. Mình nướng ở trong á, nó rất là ngọt mọi người, tại vì nó chỉ xém vàng vàng ở xung quanh thôi, chứ còn ở trong nó rất là ngọt. Bóc tay đi. Đó. Thì bây giờ mình ăn á, thì mình chế mật ong vô nha mọi người. Đây là mật ong này.
Mời mọi người nha. Hôm nay mình ăn kèm với bánh mì. Cái thịt heo xông khói thì nó thơm á mọi người. Nó thơm mùi khói á. Và nó có cái thơm nó hơi ngọt ngọt chua chua á. Rồi mình ăn kèm với mật ong vô, chế mật ong vô. Nếu mình thích ăn ngọt nhiều thì chế nhiều. Cũng rất là ngon mọi người. Nó hấp dẫn. Mình ăn kèm như thế này. Ngon lắm mọi người. Mình mở mật ong vô. Mình không cần phải nêm nếm gia vị gì nha mọi người, chỉ cần mật ong thôi. Thì cái món thịt heo xông khói thì Helen cũng đã làm xong rồi nha mọi người. Nếu mà bạn nào có thích thì bà bếp làm thử cái món này cho cả nhà mình ăn cũng ngon lắm, rất là hấp dẫn. Thì Helen xin tạm ngừng video tại đây. Về chúc mọi người ngày mới an lành hạnh phúc nha. Về hẹn lại cái video kế tới. Bye bye mọi người. Bye bye.